10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 5 seconds remaining. Liquids turn to ban. Seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Liquids turn to pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Winter Wyvern. Radiant team pick. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Sand King. Liquids turn to pick. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến buổi phát sóng trực tiếp của 23 Creative. Mình là Tomia và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên trong kiểu bò bà giữa team Liquid và Thunderbird. 10 seconds remaining. Với phần trình bày của caster Mibuan chứ không phải là Tomia. Yeah yeah.
Spacer. Radiant Team Ban. Five seconds remaining. Reserve time. Vâng, và chúng ta quay trở lại đến với trận đấu giữa team Liquid và Thunderbird. Bằng Thunderbird là một cái tên mà nghe thì nó rất là mới, nhưng thực ra đây chính là đội team DC Á quân của kỳ TE6 vừa rồi. Team Liquid stack 27k với Kuroki, Mind Control, Miracle, GS God và Matumama. Chúng ta thấy bên phía team Thunderbird thì Misery, Saksa, Resolution, Weeha và Moon Meander. Vâng, bên phía của team Liquid thì họ pick cho mình Monkey, Templar, Assassin, Dimit dành cho Miracle, Winter Weapon và Spectre. Cái gì ấy nhỉ? What the fuck did I up? Bên phía Thunderbird thì Beastmaster. Ok, Beastmaster dành cho Moon Meander. Invoker Dimit với Weeha, okay, sẽ là một cái màn đụng độ của Messi và Ronaldo trong giới Dota với Weeha, Invoker và Templar, Miracle, Warlock và Sand King là những lượt pick tiếp theo bên phía của những đàn chim sấm sét. Lượt ban cuối cùng mà Thunderbird họ ban đi đấy là ban đi vị trí ở offlane. Centaur Warrunner của Mind Control sẽ không được xuất hiện trong game đấu này. Liquid bây giờ sẽ ban đi còn carry bên phía đối phương. Kuroki thì anh ta đã loại bỏ đi một con hero có khả năng snowball mạnh, đấy là Slug. Anti-Mage vẫn là một cái sự lựa chọn khả dĩ có thể chơi được trong cái game đấu này. Thực sự tôi thấy Anti-Mage ở trong game này là chơi được. Beastmaster tạo đủ khoảng trống, BM, Sand King, Warlock tạo đủ khoảng trống, đánh nhau đủ để cho AM có thể đi đẩy. Hoặc cũng có thể là để cho Invoker của Weeha đi đẩy và pick vào một con carry có thể đánh aggressive được. Liquid's turn to pick. Và các anh em đang hỏi là caster coi web nào vậy? Thì hiện tại mình đang không coi web nào, hiện tại thì mình đang tập trung cho cái màn Dota. Bây giờ mà lại coi web thì chết à? Chào tất cả các anh em có mặt ở trên kênh YouTube cũng như là tất cả các bạn đang ngồi xem ở trên kênh Twitch cũng như những ai mà đang xem ở trên nền tảng FPT Play và Red King dành cho Thunderbird. Như vậy là một con hero khả năng trận đánh aggressive và giai đoạn mid game với chỉ Amleth, Blink, thậm chí có thể là Radiant ra phải. Mình có lẽ là cái style đấy bây giờ nó hơi bị xa quá rồi. Red King cho Thunderbird. Của bên phía team Liquid thì đấy là Doom, vâng, bố Doom off lane dành cho Mind Control. Monkey King và Winter Wyvern sẽ là bộ đôi support. Vâng, đối phương có Winter Wyvern mà lại pick vào Red King, nghe chừng có vẻ như là hơi Sida một tí không bên phía team Liquid. Xin lỗi các bạn, bên phía team Thunderbird. Red King sẽ được chơi bởi Rezo. Tuy nhiên thì con Red King này lại là con hero mà không sợ con Doom bên phía đối phương. Invoker của Thunderbird thì tôi nghĩ kèo này sẽ là kèo mà anh ta lên Weeha, anh ta sẽ lên một cái Lincoln. Sẽ là Lincoln vừa để chống Winter Curse của Winter Wyvern, vừa để chống cái ulti rất lợi hại của Doom. Không phải một combat mà bị dính cái ulti của Doom coi như Invoker là phế luôn. Ok, trước khi vào đến game đấu chúng ta điểm qua về lineup của cả hai bên thì Misery sẽ là người cầm Beastmaster trong đội hình bên phía team Thunderbird. Moonminder sẽ chơi đấy là Sand King.
sát xa với Warlock. Như vậy đây sẽ là một con Sand King đánh Offlane. Và Beastmaster chơi vị trí support số 3.5. Con Resolution chơi Red King. Con Resolution, thực ra thì tôi đánh giá cái kỹ năng của Resolution rất là tốt. Anh ta chơi những con hero kiểu dạng ảo diệu như là tầm Morphling hay là Anti-Mage đánh rất là hay. Bây giờ thì cầm con Red King, con hero hơi lù đù. Tuy nhiên nếu như rơi vào một người chơi cao tay sẽ có thể là sẽ tạo nên cái sự khác biệt. Còn Invoker của Guiha khu vực lane mid đây chắc chắn là một cái điều gì đó mà khiến cho team Liquid họ sẽ phải để ý rất nhiều giai đoạn đầu tiên. Còn Guiha đã có một tình huống check side của Monkey với Fan Sunstrike. Bên phía team Liquid thì Kuroki cầm khỉ, Mind Control đi offlane với Doom đã mua cho mình đến một cái Pomancil đánh rất là chắc gạch. Miracle thì sao, anh ta đi mid với Templar Assassin, GS God với Winter Wyvern. Như vậy là GS anh ta sẽ chơi ở vị trí support số 4. Mantumaman, đấy là Spectre, sẽ đi khu vực safe lane ở trên top. Rồi một nhảy thẳng của người đến từ Kuroki. Bên phía team Liquid họ muốn tranh rune của đối phương. Ở đây thì 3 đánh 3 trong cái tình huống này. Rồi Solution anh ta lên vào skill gì? Rồi, rune được ăn bởi ai? Rune được ăn bởi Mystery. Và đã có một cái First Blood đó là thuộc về Saksa với mạng của Kuroki, hero mỏng nhất trong bộ ba vừa rồi xuất hiện trong rừng bên phía team Thunderbird. Thậm chí có thể là hai mạng luôn, có thể là hai kill luôn. Body block hay rồi bạn ơi, hai kill sure rồi. Sunstrike ra để cho Guiha ăn mạng. Đánh luôn. Thể hiện rõ quan điểm của Miracle luôn. Ai mới là Invoker hay nhất thế giới? Cá nhân tôi đánh giá là hiện tại, thời điểm hiện tại thì Miracle có lẽ là anh ta chơi con Invoker ảo diệu hơn. Nhưng Guiha, cái kỹ năng của Guiha với Invoker không bao giờ được xem thường. Mặc một set hắc ám luôn. Trên top sẽ là một cái trip lane bên phía team Liquid. Đi với cái trip lane này thì chỉ có Sand King bên phía đối phương thôi. Ở đây thì Monkey của Liquid đang trong thân thải của hình hài của Obini. Một dập luôn, có slow của người của Moonminder. Rồi Moonminder anh ta lên một điểm và con stick finally thì chết. Thì sẽ là 2-1. Mạng thuộc về đấy là GS. Còn khu vực lên mid thì Miracle liên tục là anh ta trọng tiếp vào người của Guiha. Guiha anh ta đang lên như thế nào? Một điểm W và một điểm E. Còn như thế này là đứng lên một con Templar Assassin tôi nghĩ là ok, không vấn đề gì nhiều cả. Liên tục di chuyển để né những cái cú ném xuyên đến từ Miracle. Miracle cầm Templar Assassin. Khu vực đường dưới thì Mind Control có vẻ như là hơi khó. Thì ở đây liên tiếp phải có những cái tình huống đi vào xem đối phương farm rồi đi hit level rồi. Mystery anh ta đánh support nhưng ta đang được farm rừng. Mystery không biết là có lên Iron Talon hay không. Như vậy là đã xong cho mình Iron Talon sau khi có được một số những cái lượng tiền ra từ cái mạng First Blood vừa rồi. Có một cái pha body block rất khéo léo của Saksa có thể ăn được rune bounty. Excellent. Chắc chắn là Moonbinder anh ta phải lên một điểm ở Borrow Strike rồi. Nếu không thì quá khó để sống được ở trên khu vực trên tốt. Thậm chí là có thể chết mạng thứ hai hay không. Nhảy hay của Kuroki. Chưa có stun thì phải. Chưa có stun bằng level 1 thôi. Một cái chấp stun thẳng ngược lại một người Kuroki luôn. Đánh đến từ thanh niên Moonbinder. Nó phải gọi là cực kỳ tinh quái. Bên phía team Thunderbird thì họ cũng không có một con hero nào lên cho mình vì Overgrown có thể phá được Reflection của Templar cả. Như vậy có vẻ như là kèo này Thunderbird họ sẽ chơi về cái lối chơi giống như đi team DC thời điểm đầu năm 2017. Tức là chỉ có hầu hết là tập trung DeFi. 4 bảo kê, 1 bảo kê cho Guiha hoặc là bảo kê cho Resolution để có thể farm khỏe. Có thể feed mạng của support, có thể bị mất trụ không vấn đề gì cả. Sau đấy thì sẽ dứt điểm đối phương trong 1 đến 2 thì cũng có combat key của trận đấu. Lối chơi của team DC ngày xưa là như vậy. Thế thì hiện tại thì 3 thành viên Core Hero bên phía team DC, bên phía team Thunderbird đang farm rất là hay rồi. Một chập stun vào người của GS God. Có gì rồi, mở cho mình đấy là skill 1 lên để cố gắng chạy qua cây khuất sai đối phương. Có nổ độc ra vẫn đang bị hiệu ứng hồi máu đến từ Warlock và cuối cùng thì có mạng dành cho khách sạn.
thêm một chọc stun một người của Matumerman. Bây giờ không có bảo kê thì con spec này thở kiểu với cả Sand King luôn. Ok, thả Sunshine xuống đến từ Weha. Matumerman sắp chết rồi. Matumerman lên bảng đếm số double kill dành cho Warlock. Một cái bộ đua lên nó phải gọi là cực kỳ kinh hoàng. Sand King và Warlock một đua lên với những con hero kiểu như Spectre, những con dạng hack carry chỉ biết đứng farm giai đoạn đầu game phải nói là cực kỳ khó thở. Kuroki đang cố gắng sinh dập vào người của Weha ở đây, nhưng tôi không nghĩ là Weha trong tình huống này sẽ gặp nguy hiểm gì cả. Cắm quát ra đến từ Kuroki thôi. Gà bây giờ thì cũng đã lên phong chim rồi, để mà bắt vào con gà bên phía team Thunderbird bây giờ không phải là team dễ. Thả một thịt viên xuống để có thể farm creep luôn. Một slow thẳng vào người của Weha. Ok, lên thẳng như mình đấy là skill 3 chứ không lên vào Boundless Strike. Và đây là Jingu Mastery. Dưới boss này thì Thunderbird họ đang farm được với Misery. Iron Talon đã xong cho mình, đấy là dày rồi. Weha thì hiện tại anh đang farm thọt hơn so với Miracle rất rất nhiều. 11 creep so với 25 quái của Miracle. Thậm chí là cái số lượng quái deny của Miracle nó còn nhiều hơn cả cái lượt lát hit đến từ Invoker. Và ở đây chúng ta sắp sửa được chứng kiến một con Sand King lên cho mình dày gỗ thào. Sand King lên cho mình giày gỗ, một cái quyết định. Tôi không biết là có phải là hay hay không, nhưng đây là một quyết định rất là táo bạo. Cực kỳ táo bạo. Moonbinder người ta lên cho mình giày gỗ dành cho Sand King. Không nhiều trường hợp chúng ta nhìn thấy con Sand King lên giày gỗ như thế này. Lên giày gỗ như này là bám lên để farm, đè lên các kiểu rồi. Có vẻ như ship lên bên phía team Liquid đang không làm gì được bộ Warlock và Sand King. Bơi thẳng ra đằng sau để chặn quái luôn, đùa đánh. Không coi ai ra gì, ở Kuroki làm gì nữa kìa. Nó ăn hết grip nhà mình rồi. Ơ kìa. Không làm gì được. Sand King có cho mình đâu rồi sao. Lên một điểm với Epic Center, không thèm lên sụp cát luôn. Kiểu này là kiểu rất là cẳng. Level 6 dành cho Moonbinder. Farm top đầu. Nó có mấy khi chúng ta được nhìn thấy một con Sand King dày gỗ, một cái Star Shield với cả một cái Killing Blade, thề lên đồ đi solo lên như kiểu Phantom Lancer này. Mind Control của Ronin V ở đây nhưng mà chưa có cho mình, đấy là level 6. Anh ta định làm gì nhỉ? Sở hữu cho mình đấy là cái Shockwave rồi. Chờ một tí đã, cùng trên top Kuroki được câu Embrace phủ đông hồi máu lên. Sắc xa thì hết mana, chỉ còn cho mình hai chặt stick rồi. Epic Center ra đến từ Moonbinder. Ok, cắn cả đấy là stick lên sắc xa, liệu chạy được hay không? Sắc xa không chạy nổi với Matumerman rồi. Phản đam đến từ Matumerman đủ để giết vào mạng của Warlock. Resolution cố gắng tìm spec ở đây. Vẫn đang là giúp kinh đến từ hai carry của cả hai bên. Đi trông rất là hài hước luôn. Ok nha. Rồi, nhìn thấy cancel TP bạn ơi, hay. Spectre không đủ mana để sử dụng cho mình một cái dagger nữa. Reso thì lại có stun, nhưng mà Matumerman anh ta chạy rất khéo. Chạy khuất xa đối phương, di chuyển ngược hướng và Matumerman anh ta thoát được trong sau vừa rồi. Trong khi đấy thì Space Creator khu vực lên mid, Invoker lên bảng đếm số với tình huống chấp 3 của team Liquid. Misery bây giờ thì gọi hai con bò ra, định làm gì đây? Ủa, cái cháp của Miracle đẹp thế. Cùng hoàng đạo luôn, thua những Matumerman bị Misery nhìn thấy. Cái tình huống này mà có Raw thì thôi đấy, Matumerman chắc chắn chết luôn. Nó rủ nhau đi tăm giếng. 6-3 dành cho Thunderbird. Còn chọc stun. Tôi nghĩ tình huống này là tình huống của GS thì còn khó chạy quá rồi. Nhưng mà GS vẫn chưa gót, chưa chết. Còn Moonbinder thì lên bảng đếm số. Tiếp theo sẽ là Resolution. Resolution đánh cặc con cho mình, đấy là OT. Sẽ phải bỏ lại một mạng ở đây. Xua kèo là như vậy. Thậm chí là hai mạng luôn, khi mà đằng xa thì Misery anh ta chưa có cho mình Raw. Có vẻ sẽ chỉ một mạng của Miso thôi. Sand King trong một cái tình huống mà anh ta định đụng độ và chỉ ra GS God với Winter Wyvern. Cuối cùng thì không giết được Winter Wyvern mà bỏ lại mạng của mình nữa. Con Winter này của GS God khá là nghèo, farm 3 con. Lâu lắm thì tôi mới lại nhìn thấy một con Hero mà được cầm trong tay bởi GS God nhưng mà thọt đến như thế này.
Bình thường ở GS God anh ta chơi support mà anh ta farm rất là hay, farm cực kỳ tuyển luôn đấy. Đánh KTL hay là Crystal Maiden farm cực kỳ hay. Một đội support bên phía team Liquid rất là thọt, Kuroki farm 1 quả ấy, Winter Garden farm 4 quả ấy, tất cả cũng dễ hiểu. Matumaman nếu như để đi solo với cả Senking của Moonbinder thì không biết là đến tập này Matumaman chết được mấy lần rồi. Moonbinder thỉnh thoảng để hỗ trợ thêm đến từ sắc xa con Warlock kia thì spec không thể thở được, bắt buộc là phải có sự hy sinh đến từ bộ đội support bên phía team Liquid. Đùa gậy dài, trông cái tầm range gậy đánh của con Ngộ Không kìa, điều nó phải gọi là giận dã man luôn chứ không phải là bình thường. Còn Miracle ăn một chọc stun của Moonbinder, Epic Center nhưng mà bị cancel với một cái Boundless Strike quá hay của Kuroki, rồi lấy mạng VR tiếp đến là mạng của Senking cực kỳ tuyệt vời. Raw ra của Misery nhưng chậm rồi, hồi máu lên dành cho Matumaman để Miracle cũng như Kuroki có thể chọc trụ, trụ dành cho Templar Assassin đánh rất là hay để thủ tiêu Liquid. 10 phút đồng hồ và chưa đến 10 phút đồng hồ nhưng mà 13 mạng, game đấu diễn ra rất là hứng khởi. Vừa rồi là khoảng 900 tiền cũng là 1200 XP cho bên phía của Ngựa Ô. Dưới boss này thì sắc xa anh ta được thả pha, đã hit được cho mình đây level 6. Tình huống combat phòng thủ trụ tiếp theo bên phía team Thunderbird, nếu như có một cái pha thả golem hay thì họ hoàn toàn có thể lật ngược lại cái thế trận. Hiện tại thế trận tôi đang nghĩ là không sáng sủa lắm bên phía team Thunderbird rồi. Liquid có gì đấy là họ đang dẫn một chút, mặc dù là các thành viên của Thunderbird họ farm được hơn, nhưng mà những cái pha mà họ chủ động đề ra mục tiêu đi gank các thứ hay là counter gank đi ra của họ đều chưa thành công cho lắm. Trong một đấy là WeHa khu vực lên mid khá là thọt, chuyển qua network một chút thì WeHa là 2900 network, tương đối thọt ở đây. Bên phía team Thunderbird thì họ đang farm 4 người xin nhớ như vậy. Bây giờ thì smoke ra để đánh nhau, Senking không có Epic Center, Beastmaster thì sắp sửa có cho mình grow rồi. Nên có vẻ như Liquid thì họ biết được cái tình huống này, đứng co cụm ở khu vực lên mid rất là chuẩn bài. Dire's top tower is under attack. Thunderbird thì không tìm thấy được mục tiêu, quyết định chuyển sang đấy là gãi cho đối phương phải di chuyển lên, ép cho đối phương phải vào đánh combat, không cái tình huống cắm quá rất là thông minh. Gãi vào trụ để bắt buộc đối phương phải di chuyển lên. Bây giờ Misery đã có raw rồi, có initiate đến từ bên phía team Thunderbird, nhưng Misery tại sao lại mất nhiều máu như thế này? Đùa quá. Đấy mới tình huống bết hàng, nhưng nên nhớ bên phía team Liquid họ có rất nhiều những cái kỹ năng cast skill cực kỳ xa. Nhưng khu vực lên mid thì bây giờ phải tạo khoảng trống để cho Invoker của WeHa có thể pha. Doom bên phía Liquid có những tay và Invoker ở đây cũng cầm cho mình cái Midas. Tuy nhiên thì Invoker hiện tại anh ta mới chỉ đang bằng về lượng item so với cả Doom của Manucho. Tuy nhiên thì về cái lượng network đang thua hơn thì con Doom khá khá. Doom sẽ lên trống, bằng op lên trống, tướng Strang lên trống, lâu lắm chúng ta mới thấy. Bình thường thì support, bây giờ thì mới là những người mà hay lên trống. Resolution thì vẫn đang farm khá là đều tay, tuy nhiên thì không cản được sự bá đạo đứng đầu network của Miracle. Sắp sửa hoàn thành cho mình đó là Desolator, thiếu khoảng hơn 500 nữa là có Deso dành cho Miracle rồi. Thunderbird họ bắt buộc là phải đánh chậm lại khi mà Liquid gần như là họ bắt được bài. Bên phía team Thunderbird có tình huống stick gank bằng sử dụng smoke. Đồng Miracle farm cả quái rừng của đối phương như thế này, chiếm luôn khoảng rừng của Thunderbird rồi, nhìn thấy được sắc xa ăn hay không. Matumaman sử dụng cho mình hào ra sắc xa bài ba, chắc là chết rồi. Dưới này thì còn đấy là Resolution. Nhưng bên phía team Liquid họ sẽ thông tỉnh táo mà không dồn vào người của Resolution. Trước hết là phải đẩy creep lùi về đã. Kuroki phát hiện ra được WeHa. Nào slow WeHa có đớp hay không? Một cái tình huống tornado lên như Kuroki ta né được tornado. Uầy, một xiên thề. Một cái tình huống xiên phải gọi là quá đau đớn của Miracle. WeHa ta lên bảng đếm số. Invoker của WeHa anh ta cũng sẽ phải lên trống. Tôi nghĩ đây có lẽ là một cái món item tình thế.
7-8 dành cho Miracle, dành cho team Liquid, sorry. Ở đây thì Templar chắc chắn là đã hoàn thành xong cho mình đề xô. 14 phút đề xô Ring Aquila của một cái giày gỗ. Quá kinh khủng. Tôi nghĩ là tầm phút thứ 17. Tầm phút thứ 17-18 thì Templar sẽ cầm cho mình cái Blink Dagger ra. Và đến cái tầm đấy thì những cái con hero kiểu như là Warlock và thậm chí là Beastmaster, và Warlock của Invo là thôi, toàn chắc luôn. Vừa rồi tình huống mà đây để cho các bạn không phải tranh cãi thì xin mang cái kinh của Croaking trong cái pha mà đi ganh của người V2 đã chắc là cầm đỡ rồi. Đây là bây giờ quốc tế đua, please. Đi ganh Invo không cầm đỡ là tôi quê lắm đấy. Kiểu gì bị caster chửi. Thunderbird họ đang rất muốn tìm diệt đối phương. Họ có trong tay đấy là Beastmaster, con hero có thể mở combat. Mình tìm ai bây giờ, Liquid di chuyển rất khéo nhá rồi. GS không chết trong cái tình huống này. Rồi ok, bây giờ làm như nào nhỉ? Câu Embrace hay không? Vẫn cố gắng di chuyển về đối phương không có blink. Đánh rất khó chịu đến từ GS God. Bây giờ thứ 1 thì muốn bao đi strike ra. Resolution thì ta bị giữ chân ở đây. Có thả Golem đến từ sắc xa. Thì đấy là tình huống Golem bất đắc dĩ thôi. Thả Golem để không bị chửi cho Resolution. Anh ta đang bị ba con trô lùa theo. Sẽ chết cho Epic Center với Blink ra đến từ Moonbinder. Lên rất nhiều máu lên bên phía team Liquid. Nhưng bây giờ thì sao, vẽ vào ra được Kuroki rồi. Có cả sử dụng một cái Winter Curse. Moonbinder, Resolution đang choảng nhau ở đây. Bên phía team Liquid họ mất cho mình cả Templar cũng như là Spectre. Tiếp tục và chọc stun này. Một bổ có crit, Resolution double kill. Còn 3 trận đấu vừa rồi là thành công dành cho bên phía của Thunderbird. Tiếp tục là GS God Thảo, 4 thành viên nằm lại, 10 kill thuộc về Thunderbird. Chưa kịp bật nhạc sổ số. Đằng đấy là 2 đổi 4. Đằng kia combat trong pha vừa rồi là Epic Center của Sam King. Why? Cầm Blink, tuy nhiên anh ta giấu Blink cực kỳ kín. Network lật 2000 dành cho Thunderbird. XP là khoảng tầm 3k. Nhưng mà combat có vẻ như là hơi giật nhở. Dota TV dạo này lật. Sau pha combat vừa rồi, bây giờ Invoker anh ta leo lên đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Về Network hoàn toàn ổn, không có vấn đề gì phải lo cả. Hiện tại thì từ lúc nãy giờ chúng ta nhìn thấy được Miracle với con Templar Assassin rất là xanh. Nhưng thực ra thì cái con Spectre của Maturama cũng ở dạng thường thường không. Đứng vị trí thứ 5 cho bản thân rất từ dưới lên, tuy nhiên là đứng trên tốc đầu. Bên phía team Thunderbird thì họ có một con đấy là con Beastmaster của Misery. Cái support của đường pha đã có cho mình kiểu book. Bên phía team Liquid bây giờ họ đang mất hết trụ trên top. Lại có thú Blink chọc stun thẳng người Kuroki. Cấu máu đẩy creep. Đánh Sam King cực kỳ khó chịu. Lên một cái hút đến từ Moonbinder để tăng thêm độ tành trong combat. Sau đó thì sẽ là hướng đến Fogstar. Sau nữa tôi nghĩ không thể nào thoát được Arcanine Center. Một mảnh gậy xanh dành cho V2. Kèo là hoàn toàn cân được luôn. Game đấu đang diễn ra hết sức là cân bằng. Về late game thì Liquid họ có hai con carry rất là mạnh, Spectre cũng như là Templar Assassin. Nhưng bên phía team Thunderbird thì thời điểm phút thứ 18 như thời điểm phút thứ 35 tôi nghĩ là thời điểm mà Thunderbird nếu như họ duy trì được cái lợi thế cũng như sự tỉnh táo trong tình huống đánh combat thì họ có thể là những người giành chiến thắng trong game này với Red King, với Invoker, với Beastmaster cũng như là đi đẩy nhà. Vâng, rune double arm dành cho Miracle. Cố gắng đi tìm diệt đối phương nhưng bây giờ là thời điểm Thunderbird họ lại đang trốn tránh. Họ khiến cho team Liquid phải nôn nóng.
có Room DD vào Arcane Aegis. Ơ kìa, nhìn thấy rồi, à đấy là tình huống Moonbinder, anh ta bắt khỉ. Có lẽ là khỉ được soi ra đến từ chim của Misery. Mà nhìn hơi khuất xa thì cứ tưởng là Moonbinder anh ta có một cái pha mà Epic Center như thế thì thôi cũng thao. Ok, không còn ngộ không của Kuroki, Liquid bắt buộc phải lùi về. Không dám nhả, không dám di chuyển khu vực của Sunpit nữa. Weha thả tường băng ra để ngăn cản từ một địa phương di chuyển ra. Jean God định làm gì đây? Winter Curse hay không? Winter Curse vào combo. Nào ai lấy được cho mình Khen Aegis? Người cầm Khen Aegis vẫn là Rezo. Matumaman có dấu hiệu là đang sắp sửa nằm lại đây. Matumaman Sunshine vào creep. Chứ nếu không thì Matumaman trong pha đó tôi nghĩ rằng đã chết rồi. Weha trước trong thời gian truy đuổi Matumaman vẫn còn kịp bấm tay vàng vào người của con creep rừng. Bây giờ thì có lẽ là nhìn thấy được Matumaman hay không? Gà soi. Ơ kìa, cho gà đi sao? Ơ kìa, không nhìn thấy nhau luôn, thua. Matumaman là người chủ động hơn với một cái ward ở khu vực high ground. Anh ta biết được hướng di chuyển của Invoker, quay cám hơi lở ở đây. Khi mà Miracle chết và Winter Wyvern thì cũng đã nằm lại rồi. Thêm một cái tình huống combat thắng nữa, cũng như rất nhiều giá trị, rất nhiều value dành cho Thunderbird với khi Aegis được cầm bởi Rezo. 14-10, Matumaman thì kẹt ở đây rồi, về đâu khi nhà đã bán, phải đợi TP thôi. Cái tầm mà đang đợi TP này xong bị nhìn thấy ấy, hoặc là đang bấm TP mà bị nhìn thấy ấy, thì thôi đấy. Thì chắc chắn là thôi đấy, điểm rồi. Điểm là không thể thắng. Và thực ra trong cái pha đấy thì Matumaman đúng là anh ta giúp King hay. Nhưng mà anh ta có được cái ward. Anh ta có ward thì anh ta lợi thế hơn rồi, Weha rất là nhiều trong cái tình huống vừa rồi. Kuroki lên cho mình một tay vàng. Một game đấu diễn ra thực sự rất là hay. Tính chất chuyên môn, ôi kìa, vừa mới nhắc đến tính chất chuyên môn cái là đã nhìn thấy rất đậm đặc luôn, đậm đặc chuyên môn. Vâng, mở cháp vào khu vực ở trong rừng rồi, bờ linh lên vỡ thẳng người Miracle, nàn thao giáp phản dành cho Resolution. Cứ thế mà chiến thôi, cứ thế mà tiến thôi. Vâng, tắt bật Amleth để có thể gọi là counter cái đề xô của đối phương, phải gọi là cực kỳ kinh khủng. Giáp phản giáp băng. Kuroki đây thì mở cho mình đấy là Wukong Command ra để cố gắng bớm người Moonbinder. Nhưng có vẻ đó là một pha của Moonbinder ta sử dụng Blink, Burrow Strike và câu được ulti của khỉ. Đánh hay thế nhở. Đây thì là easy cho mình đến trụ 2 rồi. Resolution bơi vào để ăn mạng của GS God luôn. Chết chặt vào người của đấy là Winter Wyvern. Winter Wyvern cũng chết thì bên phía Team Liquid họ sẽ không thể đáp được cái trụ này. Không còn Wukong Command, không có Winter Curse, không bao giờ đẹp được, trông người sôn trẻ miệng lua tay to như thế làm đại đế thôi. Đánh căng cực luôn đấy, 4-0-5 dành cho Red King của Resolution. Moonbinder và Misery về đây để có thể clear creep, vẫn giữ trụ. Matumaman thì đã hoàn thành sau như mình, đấy là Radiance. Thực ra thì cái trận đấu này nếu mà kéo về late game thì đúng là spec của Matumaman có thể leo khỏe lên được. Mà thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ là Thunderbird họ đang là những người chủ động hơn rất là nhiều. Về cái lượng network thì vẫn không chênh lệch nhiều lắm, XP cũng không chênh lệch nhiều lắm, không có ulti ra đến từ Matumaman. Rồi Moonbinder là người bị dính trong hình đấy, là ulti của Doom, có thả gạch ra của Saksa. Nhưng ở đây thì Winter Curse và Weha lên bảng điểm số. Tiếp đến tôi nghĩ sẽ là Moonbinder. Moonbinder chết, Miracle đang bị quay. Miracle lên bảng, nhưng bên phía của Team Liquid họ còn đến 4 người. Matumaman hết mana rồi, Resolution to quá. Resolution quá to, Matumaman anh ta chạy nấp vào người con Crypt to chết bây giờ đây. Còn di chuyển là khéo, Resolution có Blink nhưng phán đoán sai hướng rồi, không bớ được vào người của Spectre. Phía bên ngoài thì sao? Misery ta cũng nằm lại với Mark Control của Kuroki. Bây giờ thì Resolution cố gắng ăn mặc của Doom một chén thế. Vâng, combat là 5 đổi 2 khi mà Red King ta cũng mất cho mình, đấy là một cái mạng hồi sinh. Đổi 2 coi hero để lấy gần như là giết được gần như là toàn bộ đội hình bên phía Team Thunderbird. Lãi hơn bên phía Team Liquid. Ok, Kuroki anh ta bị chọc stun, tuy nhiên vẫn nhảy đi được. Không làm gì được, cay thật đấy.
rất khó chịu. Trong chọc săn trượt của Moonbinder nhưng lần này thì Sunstrike xuống của Weha. Đang đánh Invoker bắt bài Ngộ Không. Epic Center lên phía trên đến từ Moonbinder ăn được vào mạng của đấy là thanh niên GS God rồi. Một cái tình huống lốc được Mind Control lên. Mind Control đi xa quá rồi, chết hay không? Mà Mind Control dính câu snap thì không thở được rồi. Và mạng cuối cùng lại dành cho Weha. Mặc dù trước đó là có một pha ném stun ra của Resolution. Như vậy là một tình huống combat mà 1-1 2-1. Bên phía Liquid họ mất 2 người, Winter Raven và Doom. Còn Thunderbird thì họ mất đi người mở combat của quân mình là con Sand King. Sen King sẽ lên cho mình đấy là một bài. Trong Matuaman ở đây anh ta lên item giống hệt như của Hao. Radiant sau đấy là một cái Vitality Booster. Sau đấy thì hướng đến Manta. Trước đó thì cầm cho mình một cái ơn. Và cái ơn này của con Spectre đến thời điểm hiện tại có vẻ như là không hiệu quả cho lắm. Bên phía team Liquid họ thua combat hơi nhiều. Sao về cái lượng network chênh lệch thì đến bây giờ vẫn chưa phải là chênh lệch nhiều với lượng network. Liquid vẫn hoàn toàn có thể đánh được. BKB dành cho Miracle. Ông Miracle vào trong thường combat 5 năm anh ta chết hơi sớm. Liên tục chết, liên tục bị êm. Vâng, di chuyển cả team Thunderbird. Misery lại ở đằng xa. Blink đi rất nhanh tay của Miracle. Bây giờ thì hao ra đến từ Spectre để cancel Blink của đối phương rồi. Ok, Matuman đây thì sao? Sắc xa anh ta bị đun vào. Misery lên bảng đếm số. Matuman anh ta đang giữ chân được Resolution ở đây. Resolution cố gắng đuổi theo mọi người của Spectre. Combat đang diễn ra khá là loạn nhưng Matuman chưa chết rồi. Berlin và cố gắng mạng của GS God nhưng đã bị Miracle slow. Đây thì Resolution đã chết rồi. Lần này thì không thở được ở đâu. Không thở được ở đâu. Double kill dành cho Tem Assassin của Miracle. Throw, counter throw. Hai team bị trình lộn của cả hai bên khá là ngang nhau. Kuroki vẫn đang đuổi theo Moonbinder. Slow quá. Câu stick finally rất là khó chịu. Tuy nhiên thì Liquid họ ăn được cả gà bên phía team Thunderbird nữa. Không đổi 4 trong cái pha combat vừa rồi. Thunderbird là những người chủ động sử dụng smoke của đi gank. Nhưng họ lại nằm lại gần như là toàn bộ đội hình. Tình huống Blink của Miracle rất là kinh. Thực sự rất là ghê. Tức là các player họ có thể phản xạ như vậy. Nhưng Miracle là một trong những người mà anh ta phản xạ được những tình huống kiểu như thế. Nó gần như là liên tục. Tần suất xuất hiện rất là nhiều. Cảm giác nó hơi bị OP. Nhưng trong pha đấy mà Miracle anh ta bị êm chết. Bị con Red King êm chết thì combat nó sẽ có thể sẽ rất là khác. Cái quan trọng là Doom của thanh niên Mind Control càng ngày anh ta đánh càng tỉnh táo. Với ông Blink, một cái Solar Crest như thế này anh ta vào combat nó chọn vị trí rất là tốt. Doom toàn vào những hero quan trọng. Tình huống mà Doom được vào người của Invoker là cũng thắng combat. Rồi Doom vào người của Warlock cũng thắng combat. Bắt buộc là cố gắng nhưng mình khiến Aegis đấy là tình huống mà smoke cho nên là cái pha phản xạ vừa cổ chắc chắn nó phải đánh giá cao rồi. Dù sao thì thanh niên được 9k và công ty của Matuaman là Weha vẫn là người nhặt cho mình khiên Aegis ở đây thì sao? Rất nhiều ulti được thả xuống. Cuối cùng người nằm lại đầu tiên là Moonbinder. Thả được Wukong Command ra. Bên phía team Thunderbird họ mất 2 người rồi. Tôi nghĩ rằng Resolution ta sẽ chết ít nhất là một mạng đấy. Một mạng của Reso. Weha tỉnh dậy với cái khiên Aegis của mình. Nhưng Matuaman quá to, quá khỏe. Nào, người đàn ông khỏe nhất hành tinh. Matuaman của Miracle Dilda còn Matuaman thì đứng tanh. Đánh xong cái tình huống combat mà đối phương có đến 7 mạng.
đối phương có 7 mạng, bên phía Team Liquid họ đổi lại duy nhất là con support Ngộ Không. Mà Tumaman đánh cả một combat giết 7 mạng của đối phương, chỉ mất nửa máu, thua. Xong mở tường băng ra để cản đối phương di chuyển lên. Moonbinder có cái tình huống sử dụng Epic Center ra rồi, ăn được mạng của Mind Control hay không? Rất dày với câu Embrace, đẩy Deafening Blast ra nhưng Mind Control vẫn chưa chết. Thực sự mà nói thì cái team Thunderbird này không thể gọi là team yếu được. Có thể là thời gian gần đây thì họ cũng không thực sự là quá mạnh, quá thế họ thế kia, nhưng mà đây chắc chắn không phải team yếu. Cái team vào đến chung kết TI rồi cũng đánh các kỳ ESL với cả Major, Starladder cũng vào đến những cái vòng rất là sâu, không thể đánh giá yếu được. Thì là thành tích rồi, vào thời điểm gần đây khoảng tầm nửa cuối 2016 của team Thunderbird, tức là team DC cũ, tôi đánh giá còn cao hơn với cả Evil Genius. Bây giờ thì lại lần ngược lại rồi, 3 thành viên Core Hero của Liquid đứng đầu trên bảng Network. Check qua được lượng item, búa bát dành cho Kuroki, Miracle thì chúng ta có thêm cho mình, đấy là một cái Crystallis Manta của Matoman, Geoglot thì có lẽ là sẽ lên một cái top stack thôi. I'll take your tribute. Trong bên phía Team Liquid thì họ tiếp tục dồn tiếp vào khu vực lane mid của đối phương, tạo thêm áp lực. Trong thời điểm này là thời điểm mà Thunderbird họ cần đánh tỉnh táo. Liquid thì cũng không nên YOLO quá. Vâng, Zap logo. Dire's top tower is under attack. Zap logo. Logo của team Thunderbird. We are thần sấm. Zip logo luôn. Đây, logo của người ta trông như thế này, chuyên nghiệp các kiểu cơ quạt trông. Logo là ông We are. Quy Hà ghép vào con bổ nồng, đùa thua xong rồi có set Thao Media Police 2017 logo Doto lui. Không, chắc chắn là có chỉnh bằng Photoshop các kiểu rồi, chứ logo đấy không thể là logo bằng pen được. Logo bằng pen thì trông mặt Quy Hà không đẹp trai như thế, nhưng mà logo thế Quy Hà ông tổ ngành chim đùa luôn. Con chim xong phải xét Thunderbird. Fucking phế thải logo. Sẽ là một cái Bluton dành cho Templar Assassin của Miracle. Anh ta còn thiếu không nhiều tiền quá nữa đâu, có lẽ là sẽ farm nốt cho mình Blue Thorn, sau đấy thì mới ra ngoài đánh nhau. Mà Tumaman đây thì cứ chơi Misery thôi. Và những Resolution di chuyển ra rồi, ro thẳng vào đầu Mà Tumaman, trêu với chúng tôi, trêu chúng tôi này. Vẫn chạy đi được á, tôi không bao giờ tin luôn. Mà Tumaman chết rồi, tiếp đến sẽ là Mind Control hay không? Có mở Mekan lên, có lẽ tình huống mở Mekan của Saksa. Saksa đang phải chạy đi khi mà phát hiện ra được rằng cả Mind Control cũng như là Miracle xuất hiện đây. Một cái tình huống trong stun đôi của Moonbinder để cho We Are có thể combo. Ông tổ ngành chim ăn được mạng của Kuroki rồi. Winter Curse đến từ GS God về được luôn khi mà anh ta tính toán cooldown kỹ năng của Sand King là chuẩn. Ba thành viên của Liquid đột nhiên lên bảng, vừa mới cúng các kiểu cám chim cám chiếc cái là thế thôi. Thunderbird đánh lên đồng luôn.
Tức một cái tình huống tôi không hiểu là Wiha, à Matomama chúng ta làm gì. Bây giờ Doom không có buyback. Ông Miracle còn sống trong cái pha này. Mà một mình Miracle lấy gì ra để death. Spectre anh ta cũng đã buyback ra. Tự nhiên lại phải mất một cái tình huống buyback nó rất là không đáng có. Có lẽ đó là một cái pha mà Matomama anh ta định bết hàng. Nhưng không ngờ là con Red King tay lại to như thế. Blink Dagger dành cho Beastmaster. Một pha throw game rất là không đáng có. BKB của Miracle cũng còn khá là nhiều thời gian. 8 giây. Đợi đồng đội stick ra bấm smoke sau đấy thì ăn Doom DD để đi gạch. Đó có lẽ là ý định của Miracle. Liquid họ lại một lần nữa bị lật 5.000 network. Forkstab dành cho Winter Weapon của GS. Red King ở đây thì anh ta sẽ lên cái MKB. Khi mà để con Red King của MKB nhân đam 1.200 được rồi. Được rồi đấy. DD cho Miracle. Ai là người ra được chiêu trước và giữ chân của đối phương, bắt được Key Hero trước thì tôi sẽ có bát. Trong đường sắp tới có lợi thế. Giá kể nhưng ông Matomama đã có một tình huống trêu thêm một cái lần hài hước nữa, ngộ nghĩnh lên bảng đó là thôi luôn. Nào, họ bên phía Team Liquid có thể đánh bên ngoài có mã rất là hay, nhưng mà cứ thử bước qua cái kiểu màn hình ông tổ này của Wiha cái là thôi, không bao giờ bước qua được luôn, hứa. Nó Matomama thì người ta sẽ lên cho mình đến một cái hớt. Môn đồ chuẩn bài của Spectre. Rồi, Kuroki bị vỡ và mở ra phải. Thế rồi, chắc là lên bài. Wiha có mạng của Ngộ Không trong cái pha vừa rồi. Wiha người ta sẽ lên Shiva chứ không phải là Linke. Trong khi đấy thì Lotus Orb dành cho Sang King của Moonminder. Lotus Orb để counter lại Winter Curse cũng như là Doom. Crit nhìn hai người của Crit thì Crit vào người của Hero địch đã rơi khoảng tầm 800-900. Đấy là rất là đau rồi. Nên nhớ rằng Resolution thì anh ta có cho mình đấy là một cái giáp xương. Radiant's top tower is under attack. Rồi Matomama đây mà bị nhìn thấy là thôi đấy. Chắc là cũng không hack map nhau đấy, cái chuyện như thế sẽ là clear creep đến từ Reso thôi. Chém creep đùa. Game đấu này về gọi late game thì đúng thật là chưa biết ai là ai. Bên phía team Thunderbird họ có nhiều cái bộ kỹ năng AOE rất là mạnh. Liquid đánh không cẩn thận thì Liquid vẫn có thể thua. Còn Liquid thì kéo về giai đoạn late game thì con Spectre kia cũng rất là khỏe. Thực sự rất là khỏe. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. My control, anh ta núp lùm, địch Doom ai đây? Vâng, mở ulti ra rồi, Doom thẳng rồi, sắc xa, bắt sắc xa trước. Chia cắt được đội hình bên phía team Thunderbird, tôi nghĩ là như vậy rồi. Bắt được sắc xa rồi, sắc xa không có buyback. Đây thì Resolution, anh ta đang bị cai. Có lốc hay lên đến từ Wiha, nhưng Wiha cũng bị giữ chân lại với Winter Curse. Vẽ vòng ra của Kuroki rồi, Resolution, anh ta đứng ở trong vòng. Không có BKB về chúng tôi này, Resolution lên bảng hay không? Resolution chết rồi. Rosa của Misery cố gắng làm điều gì đó với Matomama và Miracle, nhưng tôi nghĩ rằng Misery này anh ta sẽ chết thôi. Bye bye Misery. Và mạng duy nhất bên phía Team Liquid phải bỏ lại chính là mạng của GS God với tình huống kill của Wiha. Nhưng bây giờ thì Wiha anh ta phải tự cứu mình rồi. Còn Moonbinder, ok, một bổ, một slow,
vẫn đang bị chọc một cái dagger vào đến từ Matomama, tiếp tục bị slow, tiếp tục bị sàn đùa thào. Là Moonbinder nó có một dùng epic center vào một mình, đó là Kuroki, và Moonbinder ta bị silent rồi. Silent đến từ Miracle, bị slow đi nhưng vẫn có thể blink đi được. Sukat về được, cứ đến bùa thôi là lệ mẫu lệ ông là thôi, lết được về nhà để regen. Bên phía team Huy, bên phía team Thunderbird có vẻ họ muốn đánh nhau luôn khi nhận thấy rằng đối phương đang rất là thấp mana. Nhưng mà Liquid thì chủ động là di chuyển về. Nó thực sự là đến tầm giờ này thì tôi nghĩ là Dota TV khá là lag rồi. Đây trận đấu, trận này tôi nghĩ chắc là được nhiều người xem nhất của Dota TV, 40.000 người xem, hơi lag. Có một cái deep full dành cho Kuroki. Đã hai ông lớn gặp nhau lại còn pick lắm combo như thế này, hại bắt người xem quá. Doom của xem mình BKB dành cho Doom luôn. Rồi phát hiện cho đối tượng ăn Aegis vào không, và hao ra đến từ Matohan. Miracle ta xuất hiện đâu đó nhưng không lock được Misery lên. Combat diễn ra khá loạn đây. Quy A anh ta đã bị dính với từ Winter Cut sẵn sàng lên bảng điểm số rồi. Mở được Golem ra nhưng có vẻ như Miracle anh ta không hề hấn gì cả. Misery thì đang bị Matohan lùa theo. Misery lên bảng điểm số, Mind Control ở phía ngoài này cũng chết rồi. Resolution là chết mạng đầu tiên, mạng thứ hai với chúng tôi nào. Mạng thứ hai không, Moonbinder Epic Center không có quá nhiều đam đến từ bọ cạp. Rồi Miracle được hồi máu lên, đánh support cover nhau cực kỳ hay đến từ Liquid Team Y thôi. Chỉ còn lại duy nhất Moonbinder có deep full đến từ Kuroki thì không bao giờ thở được. Đổi cho mình đấy là Doom và lấy lại toàn bộ đội hình của bên phía team Thunderbird. Easy Roshan dành cho Liquid. Pha combat mà cả hai bên cũng không biết được là như thế nào, nhưng mà chiến sự nổ ra mà mỗi bên deal khoảng tầm trung bình là 13.000 đam, siêu căng thẳng. Red King này tôi nghĩ là anh ta cần mình cái BKB. Anh ta bị cai nhiều quá. Slow của Ngộ Không, rồi stun của Ngộ Không, rồi slow của Winter Raven, slow của Templa. Anh ta bị cai quá nhiều trong combat. Nhưng liệu rằng bây giờ lên BKB có kịp hay không? Tuy nhiên thì high ground vẫn chưa mất. Liquid thì mỗi lần thắng combat xong họ lại đi về. Network chênh lệch bây giờ là khoảng tầm 12.000 dành cho Liquid. XP cũng khoảng tầm đó. Và cái thời điểm mà đẹp dài nhất của Resolution có lẽ là đã đi qua rồi. Khi mà càng ngày thì team Liquid càng biết cách để chia cắt đội hình Thunderbird. Kai không chỉ là Red King mà thậm chí là còn phải là Weeha. Miracle có rune DD, một slow người Weeha không vào đâu, sẽ không vào đâu. Tôi tin rằng nếu cái game này mà đánh 3 trận thì sẽ có Berlin để stun đối phương là hay. Rô thẳng một người của Miracle, được Fox Staff đi. Rồi Miracle không chết, Miracle không mất máu. Matoman thì ta xuất hiện với ulti của mình. Thai xiên của Miracle lấy mạng của Misery, tiếp tục là Resolution luôn. Đánh lỗi đến từ bên phía team Thunderbird rồi. Mở Wukong Command ra bên phía team Thunderbird, họ sẽ không dám ra những cái tình huống này khi vẫn còn cả Winter Curse cũng như là Wukong Command. Sẽ phải để lại trụ ba của mình sau cái tình huống băng trụ này. Ok, băng trụ xong và mất trụ ba. Matoman bị dính stun, thêm một cái tình huống trọng stun để di chuyển về Moonbinder. Nhưng để làm gì nữa nhỉ? Một lên rồi, Matoman quá khỏe. 3.450 máu. Và tiếp đến thì anh ta sẽ lên đấy là một cái RO Refresher. Không vào trong combat mà Matoman cứ hai lần ulti thì biết rồi đấy.
rồi smoke cả team bên phía Thunderbird. Họ muốn làm cái điều gì đó nhưng đã bị đối phương scan ra. Bị đối phương scan ra rồi. Matumoman nên nhớ anh ta vẫn còn cho mình khiên Aegis. Rồi êm vào người của Matumoman. Quy Hà dính một cái đu mở Shiva ra của Michael Cho. Đuổi theo Moonbinder đến từ Matumoman. Ok, Moonbinder anh ta đang bị slow. Nhưng họ bắt vào người của Resolution. Họ muốn bắt chủ công của đối phương không? Moonbinder trước dễ hơn. Hai chọc. Cái gì cũng là hai chọc. Resolution anh ta đang bị giữ chân ở đây. Resolution chết rồi. Matumoman được hồi máu lên. Tôi nghĩ sẽ làm tình huống team wide và GG Warplay giết đối phương ngay ở thánh đường Thunderbird như thế này không ổn thế nào cả. 27-37, triple kill dành cho Miracle, vẫn còn định xiên tiếp luôn.